Sáng 22 tháng 8, tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày 21 tháng 8, toàn thành phố đã tiêm vaccine COVID-19 cho 93.366 người. Như vậy, trong một tháng kể từ khi tiêm vaccine COVID-19 đợt 5, từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 22 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được hơn 4,3 triệu liều. Tổng số liều tiêm trong 5 đợt tại Thành phố Hồ Chí Minh đến nay là 5,38 triệu liều. Trong số này đã có hơn 183.000 người đã tiêm mũi thứ hai. Chỉ tính riêng vaccine Verocell của Sinopharm, tính từ ngày 13 tháng 8 đến 21 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được 183.832 liều. Trong sáng 22 tháng 8, hệ thống tiêm chủng VNVC đã bàn giao cho Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh 1,2 triệu liều vaccine COVID-19 AstraZeneca. Đây là số vaccine về Việt Nam từ ngày 19 tháng 8 nhập kho để kiểm định. Như vậy, trong 2 ngày 16 tháng 8 và 22 tháng 8, VNVC đã bàn giao cho Bộ Y tế 2,3 triệu liều vaccine COVID-19. Đến nay, VNVC đã bàn giao cho Bộ Y tế 9 đợt vaccine COVID-19 với tổng số hơn 6,7 triệu liều trong số 30 triệu liều mà VNVC hợp đồng với AstraZeneca dưới sự hỗ trợ của Bộ Y tế. Về tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19 trên cả nước, tính đến nay, cả nước đã tiêm hơn 16 triệu liều vaccine COVID-19. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương tiêm nhiều nhất, tiếp theo là Hà Nội, Bắc Ninh, cũng đã có hơn 1,6 triệu người đã tiêm hai mũi. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.